Xin chào các bạn, chúng tôi đang có mặt tại nhà máy của Viện Nghiên cứu Dược phẩm Lab Hàn Quốc. Và chúng tôi phải trang bị bảo hộ để đảm bảo an toàn tiêu chuẩn vệ sinh mới được vào trong khu vực sản xuất. Vì ở đây toàn bộ đều thực hiện việc bảo hộ nghiêm ngặt, tránh tác nhân bên ngoài như vi khuẩn độc hại xâm nhập. Các bạn có thể thấy, tại đây các công nhân đang làm việc hết sức chăm chỉ cùng hệ thống máy móc, trang thiết bị tiên tiến. Sau khi thuốc được chuyển hóa thành dạng viên sẽ được di chuyển đến một hồ lô to để theo dây chuyền các viên thuốc được đưa vào lọ một cách tự động. Nhờ cảm biến nhận diện số lượng đảm bảo đúng và đủ về số lượng theo yêu cầu được cài đặt sẵn trên hệ thống lập trình vi tính. Và đây là thiết bị tự động đóng nhãn mác cho lọ thuốc Metipio, hoạt động hoàn toàn tự động trên dây chuyền. Tiếp đến là bộ phận KCS kiểm tra trọng lượng của từng hộp thuốc, đảm bảo chính xác đến từng miligam. Vâng, nếu anh chị em nào đang làm việc tại các nhà máy thì cũng biết sau mỗi công đoạn quan trọng cần phải kiểm tra lại. Và đây là công đoạn để phân loại sản phẩm không đạt tiêu chuẩn về trọng lượng. Các bạn có thể nhìn thấy, dù có thiết bị công nghệ cao thì vai trò của con người là hết sức quan trọng. Vì có những công đoạn vai trò của con người, máy móc thiết bị cũng không thể thay thế được. Tiếp theo là công đoạn đóng gói các hộp thuốc. Và sau khi kiểm tra dán tem, niêm phong thì các hộp thuốc được đóng gói vào thùng. Và là cái giai đoạn cuối của quá trình sản xuất. Như vậy, các bạn đã được nhìn thấy toàn cảnh khu vực sản xuất thuốc bổ xương khớp Metipio, chất lượng nội địa Hàn Quốc, và ở đây toàn bộ là người Hàn Quốc, không có người nước ngoài thưa các bạn. Và đây là anh giám đốc Lee Jong-su đang giới thiệu qua về hộp thuốc xương khớp Metipio. Mỗi hộp gồm có 2 lọ, mỗi lọ chứa 180 viên và một bác sứ có 20 hộp. Metipio được nghiên cứu bởi Viện Nghiên cứu Lab Hàn Quốc. Đặc biệt, nguyên liệu chính của sản phẩm Metipio là glucosamine được nhập khẩu hoàn toàn từ Mỹ. Đây là điểm khác biệt với các sản phẩm cùng loại trên thị trường về nguồn gốc nguyên liệu. Cùng với công nghệ Lalo siêu thẩm thấu với hàm lượng glucosamine đạt chuẩn 2.000mg trên 3.000mg với mỗi đơn vị thuốc, sản phẩm chất lượng chuẩn nội địa Hàn Quốc và được cấp phép lưu hành rộng rãi tại các hiệu thuốc trong cả nước. Vâng, các anh chị và các bạn đã và đang tham quan trực tiếp tại nhà máy của Viện Nghiên cứu Lab Hàn Quốc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.